Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự. Đầu tiên các bạn vào trang github.com/ngạc-trung. Đó mình sẽ vào cái repository SQL 2017. Bạn sẽ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu tên là quản lý sự ha. Vào cái file query 06. Rồi, các bạn copy hết những cái câu lệnh dưới này. Sau đó mình có phần mềm SQL Server lên. Các bạn vào new query và mình dán cả đồng code vào đây. Rồi, thì đây là cái file mình xuất ra từ cái cơ sở dữ liệu của máy tính của mình. Vì vậy các bạn cần phải xóa 5 cái dòng, từ dòng số 5 đến dòng số 9 nha. Đó, xóa đi. Rồi, sau đó mình nhấn Ctrl A, mình nhấn F5, nó chạy. Ok. Rồi, mình tắt cái bảng này đi. Rồi các bạn sẽ vào cơ sở dữ liệu database, nhấn refresh. Đó, nó có cái cơ sở dữ liệu mới là quản lý đề án đây. Rồi, mình vào cái database diagram, chặt bên phải, chọn new database diagram, yes. Chọn tất cả các bạn. Ok. Đó. Nó sẽ cho mình thấy các mối quan hệ giữa các bạn với nhau ha. Đó. Hơi phức tạp đi. Để chỉnh lại cho các bạn dễ theo dõi. Đó. Ok. Rồi. Tiếp theo mình sẽ làm số bài tập cho cái cơ sở dữ liệu này. Các bạn vào cái file query 07. Đó mình copy hết nội dung trong cái file này. Copy. Rồi. Vào diagram, vào SQL, bạn nhấp vào new query. Đó mình dán các câu lệnh vào đây. Rồi, để làm được 8 cái câu hỏi này ha. To màn hình ra. Đó. Các bạn sẽ truy cập đến cái cơ sở dữ liệu quản lý đề án 5. Rồi, ở câu số 1, tìm các nhân viên làm việc ở phòng số 4. Đó. Ở đây mình sẽ chọn tất cả các bảng, tất cả các cột từ cái bảng tên là nhân viên làm việc ở phòng số 4. Đó. Rồi chạy ha. Đó. Đây là danh sách các nhân viên làm việc ở phòng số 4 đây. Ok. Tìm các nhân viên có mức lương trên 30.000. Mình chọn tất cả các cột từ cái bảng nhân viên. Điều kiện là có mức lương trên 30.000. Rồi, F5. Đó. Tìm các nhân viên có mức lương trên 25.000 ở phòng số 4 hoặc các nhân viên có mức lương trên 30.000 ở phòng số 5. Câu này nó có tới 2 cái điều kiện ha. Các bạn sẽ chọn tất cả các cột từ các bạn nhân viên. Điều kiện là đây mình sử dụng cái từ khóa là hoặc đây có mức lương trên 25.000 và phòng số 4 hoặc có mức lương trên 30.000 và ở phòng số 5. Ok. Đây. Đó. Rồi mình qua câu số 4. Cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Select chọn tất cả, cần có tên họ nè, ghép lại có cái khoảng trắng đây ha,
với tên lót này, ghép với cái khoảng trắng, cái tên nhân viên này, sau đó tặng cho nó cái tên cột mới là full name. Rồi hỏi cột địa chỉ đây, từ cái bảng nhân viên điều kiện là địa chỉ gần giống, line là gần giống ha, với cái chuỗi có cái đuôi là Thành phố Hồ Chí Minh, N là sử dụng cho cái chuỗi mà có dấu tiếng Việt. Ok rồi, rồi đó, ghép tên họ để đủ lại ha. Rồi mình qua câu số 5, có biết họ tên đầy đủ của các nhân viên có họ bắt đầu bằng ký tự N, cũng chọn tất cả các cột tên đầy đủ đây, từ cái bảng nhân viên điều kiện có cái họ nhân viên gần giống với cái chuỗi bắt đầu bằng chữ N, phần trăm là sẽ đại diện cho một nhóm ký tự. Rồi để chọn rồi qua câu 6, cho biết ngày sinh và địa chỉ của nhân viên Đinh Bá Tiên. Đó, chọn một ngày sinh và địa chỉ từ cái bảng nhân viên. Điều kiện họ tên, tên đó, tên nhân viên ghép lại bằng cái chuỗi tên là Đinh Bá Tiên. Ok rồi chạy. Đó qua câu 7, cho biết các nhân viên có năm sinh trong khoảng 60-65, chọn tất cả các cột từ cái bảng nhân viên, điều kiện là mình sử dụng hàm year để lấy cái năm trong cái cột ngày sinh là big screen, nằm giữa trong cái khoảng 60-65. Rồi chạy năm. Ok qua câu 8, cho biết các nhân viên và năm sinh của nhân viên, cũng chọn cái cột mã nhân viên họ tên đầy đủ đây. Để tính năm sinh thì mình lấy hàm year của cái ngày sinh và cho nó một cái tên mới là năm sinh từ cái bảng nhân viên. Chạy. Ok rồi qua câu 9, cho biết các nhân viên và tuổi của nhân viên. Chọn các cột mã nhân viên và tên đầy đủ đây. Để tính tuổi của nhân viên thì mình lấy sử dụng cái hàm getD, lấy cái ngày hiện tại, rồi mình sử dụng cái hàm year để lấy cái năm hiện tại trừ cho cái năm của cái cột ngày sinh. Cho nó cái tên mới là tuổi từ cái bảng nhân viên. Chạy. Đó. Rồi mình sẽ qua phần 2, tư vấn nâng cao ha, có sử dụng phép kết. Câu số 10, có mỗi phòng ban cho biết phòng ban và địa điểm phòng. Đó. Ở đây mình sẽ sử dụng các bảng tên là phòng ban với tặng chữ V cỡ, địa điểm phòng với tặng là chữ D, điều kiện mã phòng của cái bảng phòng ban bằng mã phòng của cái bảng địa điểm, liên kết khóa ngoại và khóa chính với nhau ha. Rồi và cho biết tên phòng ban, cho tên phòng ban đây và địa điểm phòng đây. Ok nó chạy. Rồi qua câu 11, tìm tên của những người trưởng phòng của từng phòng ban. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bảng tên là phòng ban, cái bảng là chữ viết phở, tên đó thì nằm trong bảng nhân viên, viên thì tặng chữ V. Rồi liên kết hai cái bảng này lại với nhau, rồi sẽ hiển thị tên, tên phòng ban, họ tên đầy đủ của cái người trưởng phòng, tên là full name. Rồi các bạn nhớ là điều kiện là trưởng phòng của cái phòng ban bằng với lại mã nhân viên, cái bảng nhân viên ha. Rồi mình chạy. Rồi câu số 12, tìm tên và địa chỉ của tất cả nhân viên của phòng nghiên cứu. Nhân viên thì sử dụng bảng nhân viên với tặng chữ V, phòng ban thì tặng chữ P. Rồi liên kết cái mã phòng của cái bảng nhân viên thì bằng mã phòng của cái bảng phòng ban.
Rồi, à, tên phòng trong cái phòng ban nó gần giống với cái từ là nghiên cứu. Rồi sau đó mình lấy họ tên đầy đủ trong cái bảng nhân viên và cái địa chỉ đó, và mình chạy xong. Ok, à, qua phòng 13. Với mỗi đề án ở Hà Nội, cho biết tên đề án, tên phòng ban, họ tên và tổ chức trưởng phòng, phòng ban chủ trì đề án đó. Ở đây mình sử dụng các bạn tên là đề án, phòng ban và nhân viên và liên kết. Đây có ba cái bạn thì sử dụng hai cái khóa ngoại, cái mã phòng của cái bạn đề án và mã phòng của bạn phòng ban. Rồi trưởng phòng của phòng ban và bạn nhân viên, cái bạn nhân viên. Rồi và địa điểm đề án thì bằng cái chuỗi đó là Hà Nội. Đó. Rồi sẽ hiển thị tên đề án đây, tên phòng ban, tên đầy đủ của người trưởng phòng và ngày nhậm chức. Rồi chạy. Ok, qua câu 14. Tìm tên của nữ nhân viên và tên người thân của họ. Ở đây sử dụng bạn nhân viên và bạn thân nhân, liên kết hai cái bạn này lại với nhau, bạn nhân viên và mã nhân viên của người thân. Rồi và điều kiện ngập máy cái chuỗi là nữ. Đó, thì tên đầy đủ của nhân viên này và tên của người thân này và chạy. Cách 5. Đó. Câu 15. Với mỗi nhân viên cho biết họ tên nhân viên và tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó. Ở đây các bạn nhân viên sẽ được sử dụng hai lần ha. Họ tên của nhân viên nè, họ tên của người quản lý mà. Đó. Rồi bạn nhân viên mình dùng hai lần. Nhân viên viết tắt là chữ N, họ tên của nhân viên. Nhân viên viết tắt là chữ Q, họ tên của người quản lý. Rồi. Điều kiện là người quản lý của các bạn nhân viên bằng các bạn nhân viên của người quản lý. Đó. Rồi lấy họ tên đầy đủ của nhân viên ha, tên đầy đủ của người quản lý. Rồi chạy. Ok, câu 16. Với mỗi nhân viên cho biết họ tên của nhân viên đó, họ tên người trưởng phòng và tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó. Tương tự như câu trên ha, họ tên của nhân viên, họ tên người quản lý, họ tên người trưởng phòng và sử dụng cái bảng nhân viên 3 lần, viên nè, quản lý nè, trưởng phòng nè và có cái bảng phòng ban và liên kết các khóa ngoại lại với nhau và chạy. Ok, và qua câu 17. Tên của nhân viên ở phòng số 5 tham gia đề án sản phẩm X và nhân viên này do Nguyễn Thanh Tùng quản lý trực tiếp. Đó. Câu này nó hơi phức tạp ha. Các bạn theo dõi đây mình chạy. Đó. Câu 18 cho biết tên đề án của nhân viên Vinh Bá Tiên đã tham gia và mình cũng chạy luôn. Cách 5. Ok. Rồi vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn kết thúc video này thì hãy like, share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.